Trong những ngày đầu năm mới, không gian của mỗi gia đình Việt Nam đều lung linh với sắc đỏ vàng của hoa mai, cành đào và không thể thiếu sự hiện diện của mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu có mà còn là điểm nhấn tinh tế, tâm linh trong không khí Tết truyền thống. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá ý nghĩa và cách trang trí mâm ngũ quả đặc trưng của ba miền Bắc, Trung và Nam để mỗi bà mẹ có thể chuẩn bị một mâm ngũ quả đầy đủ ý nghĩa và đẹp mắt cho ngày Tết sum vầy, hạnh phúc. Theo phong tục truyền thống của người Việt, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, hầu như nhà nào cũng chuẩn bị một mâm ngũ quả để cúng trên bàn thờ tổ tiên hoặc để trưng bày trong phòng khách. Theo quan niệm của người phương Đông, ngũ quả được thể hiện cho năm hành, kim mộc thủy hỏa thổ, năm yếu tố cấu thành nên vũ trụ. Ngoài ra, mâm ngũ quả còn mang ý nghĩa an khang, thịnh vượng, cầu mong một năm luôn suôn sẻ, may mắn. Ngoài ra, trong văn hóa phương Đông, nhiều quy luật tự nhiên được gắn với chữ ngũ như ngũ hành, ngũ cốc, ngũ quan, ngũ vị, ngũ tạng, số năm tượng trưng cho sự sống, sự đầy đủ và năm loại quả cũng ứng với thuyết ngũ hành. Mâm ngũ quả miền Bắc. Mâm ngũ quả ngày Tết miền Bắc thường được bài trí cầu kỳ, với sự kết hợp khéo léo giữa hoa quả được bố trí hài hòa theo nguyên tắc ngũ hành. Qua việc thành kính chuẩn bị mâm ngũ quả, các gia đình không chỉ cầu mong sự may mắn, mà còn bày tỏ lòng kính trọng và tri ân đối với tổ tiên. Mâm ngũ quả miền Bắc bao gồm các loại quả sau: nải chuối xanh, bưởi, phật thủ, cam, quất, lựu, trong đó mỗi loại quả lại mang một ý nghĩa riêng. Các bước trang trí mâm ngũ quả ngày Tết miền Bắc được thực hiện như sau. Bước 1. Đặt nải chuối xanh ở giữa mâm, tạo điểm trung tâm. Bước 2. Trên nải chuối, đặt phật thủ hoặc quả bưởi, tượng trưng cho sự an lành và thịnh vượng. Bước 3. Sử dụng các loại trái cây như quýt, xoài, thanh long, ớt để trang trí xung quanh. Chú ý đến việc điều chỉnh vị trí để tạo nên một mâm ngũ quả đầy đủ và đẹp mắt. Mâm ngũ quả miền Trung. Cách bày mâm ngũ quả ở miền Trung mang đến một diện mạo độc đáo và gần gũi với thiên nhiên. Với đất đai trải qua nhiều thách thức thiên tai, lũ lụt và hạn hán, sự đơn giản trong cách bày trí mâm ngũ quả không chỉ là sự chấp nhận với thiên nhiên mà còn là sự tận tâm và chân thành. Với sự hạn chế về đa dạng trái cây, mâm ngũ quả miền Trung thường xuất hiện với sự giản dị. Tuy nhiên, để làm cho mâm trở nên sinh động, người miền Trung thường thêm vào những chi tiết như hoa lá, đặc biệt là hoa cúc vàng để tạo điểm nhấn tinh tế và rực rỡ cho mâm quả. Các bước trang trí mâm ngũ quả ngày Tết miền Trung thường diễn ra như sau. Bước 1. Sử dụng các loại trái cây lớn như dưa hấu, chuối, bưởi để tạo thành trụ chính của mâm. Bước 2. Sau khi có trụ, sắp xếp các loại trái cây nhỏ hơn như quýt, xoài, táo xung quanh trụ, tạo nên một mâm tròn đầy đặn và chắc chắn. Bước 3. Trang trí mâm ngũ quả bằng hoa cúc vàng hoặc những chi tiết nhỏ như lá kim tiền, hoa trạng nguyên để tạo điểm nhấn và làm phong phú hơn. Mâm ngũ quả miền Nam. Ở miền Nam, việc chọn lựa các loại quả không chỉ dựa trên hình dáng và màu sắc, mà còn chú trọng vào phát âm gần giống. Chuối và quýt, với ý nghĩa không tốt do phát âm gần như từ chuối, và quýt làm cam chịu, thường không xuất hiện trong mâm ngũ quả miền Nam. Thay vào đó, người miền Nam ưu tiên sử dụng những loại quả mang ý nghĩa tích cực và may mắn như mãng cầu, thơm, dừa, đu đủ, xoài, sung, được sắp xếp sao cho khi đọc lái đầy đủ sẽ tạo thành cụm từ cầu, dừa, đủ, xài, sung. Bên cạnh mâm ngũ quả, trên bàn thờ gia tiên, người miền Nam thường trưng thêm một cặp dưa hấu. Mỗi cặp dưa hấu được khắc chữ phúc và lộc, mang ý nghĩa mong muốn mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Các bước trang trí mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Nam thường diễn ra như sau. Bước 1. Sử dụng các loại quả lớn như dừa, thơm, mãng cầu làm phần trụ chính. Bước 2. Sắp xếp những loại quả nhỏ hơn xung quanh, tạo nên một mâm tròn đầy đủ. Lưu ý khi chuẩn bị và trang trí mâm ngũ quả các mẹ cần biết. Khi chuẩn bị và trang trí mâm ngũ quả ngày Tết bạn, nên chọn những hoa quả có hình thức đẹp mắt. Mâm ngũ quả được dâng lên bàn thờ từ 28, 29 Tết và hạ xuống khi ra Tết, vì vậy bạn không nên chọn các loại quả quá chín, dễ bị héo, bị úng, không có dấu hiệu bị dập, hư hỏng. Đừng quên lưu ý đến sự hài hòa về màu sắc và hình dáng của từng loại hoa quả. Hãy chọn những nải chuối quả đều, quả bưởi tròn chưa bị ngắt cuống, quả cam, quả xoài có vỏ bóng láng, quất chín màu cam tươi tắn, chùm quả sung đầy đặn, đu đủ và mãng cầu không cần quá lớn nhưng cân đối. Sự chỉnh chu trong việc lựa chọn hoa quả sẽ giúp bạn dễ dàng sắp xếp lên mâm hơn. Hòa mình vào không khí tươi vui của mùa xuân, việc chuẩn bị và trang trí mâm ngũ quả không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách để chúng ta kính trọng và ghi nhớ nguồn cội, nền văn hóa của dân tộc. Qua mâm ngũ quả, chúng ta cầu mong cho một năm mới an lành, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc mọi gia đình có một Tết tràn đầy ấm áp và ý nghĩa bên nhau.